Pháp sư cùng dân làng ra hết cả đi, không có chuyện đi đâu, không có chuyện đi đâu, ra hết đi, ra hết đi. Các ngươi, hãy ta để dùng pháp thuật phân hóa con ma này xem sao. Thánh thần ơi, con xin lạy trời lạy đất, con xin lạy thượng đế đã ban tặng cho, ban làm cho con linh vật báo lâu. Chờ bạn, có tôi đây. Chức thọ người bằng kim cương. A Sinh. Đưa lại cho ta. Đưa thần linh thượng đế. Ta là pháp sư Ma Mèo, thay mặt cho bản tình xin cảm tạ tấm lòng của thượng đế đã ban tặng. Và ta sẽ xin hứa sẽ lập miếu thờ thờ linh vật máu bằng lời nguyện cao nhất của người phù thủy bản tình. Phạm vào lời nguyện mà không phải là trai bản, mà động vào linh vật máu sẽ phải chết trong đau đớn, trái tim sẽ tan chảy máu thành sông thành suối. A Sinh, ngay lập tức nhà ngươi hãy triệu tập những trai tráng trong bản lập miếu thờ linh vật máu cho ta. Tất cả bản chuẩn bị lập miếu thờ. Linh vật máu đã xuất hiện. Cả đêm qua ta đã mơ thấy nó. Chiếc đầu lâu bằng kim cương. Những người thổ dân, họ sẽ giữ linh vật cho ta. Phải rồi, ta nuôi các con 10 năm, bây giờ là lúc sử dụng. Các con của ta đâu? Em chụp cho chị một tấm nha.
đẹp quá à. Wow, ngực tượng tháp to thật đấy. Nhìn ra nha. 2, 3 này. Các con. Các con của cha đâu? Cha. Lại đây với cha nào. Lại đây, lại đây với cha. À, các con yêu của ta, ta nuôi các con đã 18 năm rồi. Bây giờ các con trở thành xinh đẹp, đẹp hơn bất kỳ một bông hoa nào trên thế gian này. Đã đến lúc các con đã muốn trả ơn và báo hiếu cho cha chưa? Dạ, con sẵn sàng. À, tốt lắm. Bây giờ cha muốn các con vất vả với cha một chuyến. Đi đâu hả cha? Đi đâu hả cha? Ừ, ta giao các con cho một người con trai nuôi của ta. Hắn là người mang dòng máu của người Ma Tình. Ta đã nhặt hắn được từ trong rừng, nuôi hắn từ nhỏ. Hắn ta rất giỏi võ và khỏe như một con sư tử. Hắn tên là Ma Báo, một người khôn ngoan và lạnh lùng tàn nhẫn. Hắn ta là người của Ma Tình, nhưng bây giờ hắn ta trở thành người Kinh rồi và là trợ thủ đắc lực của cha. Các con chỉ nghe lời hắn là mọi việc sẽ thành công. Dạ, thưa cha, bây giờ anh ta đang ở đâu ạ? À, hắn ta kia kìa. Tôi đứng ở đây từ nãy giờ mà các cô không nhìn thấy sao? Tôi chính là Ma Báo. Ôi trời ơi, thế mà con cứ tưởng lúc đầu là một bức tượng sáp hiệp sĩ canh gác ở đây. Nhìn cơ bắp cuồn cuộn thế này, xém nữa là con đã chạm vào chỗ ấy của anh ấy rồi. Các con biết không, Ma Báo rất giỏi võ nghệ, nhưng lại tuyệt đối trung thành với ta. Ta bảo hắn chết là hắn sẽ chết, mà ta cho hắn được sống thì hắn sẽ được sống. À, các con xem đây. Ma Báo. Yeah. Yeah. Ma Báo. Yeah. Thế nào, các con đã tin chưa? Con tin rồi. Ma Báo, nhiệm vụ của con lần này là đưa 4 người con gái xinh đẹp này vào bản Ma Tình, mê hoặc bọn dân bản, đoạt lại linh vật cho ta. Ma Tình? Đúng, bản Ma Tình, nơi con sinh ra đó. Vâng, thưa cha. Thế nhưng đường lên bản Ma Tình vô cùng hiểm trở. Ở nơi đấy có rất nhiều thú dữ, và đặc biệt người dân Ma Tình họ sống cách biệt với loài người bên ngoài, cho nên họ rất hung dữ. Con sợ các cô gái này không thể qua khỏi ạ. Ma Báo, chính vì thế mà chuyến đi này cha mới cần đến con. Con cứ yên tâm đi, tất cả các cô gái này của cha đã được tôi luyện rất là kỹ càng. Các cô đều có võ nghệ cao cường, cầm kỳ thi họa, DJ, khiêu vũ và sẵn sàng giết người. Nên con cứ yên tâm. Các con, chúc các con lên đường may mắn và hoàn thành nhiệm vụ khi cha giao phó. Rõ chưa? Thưa cha, đã sẵn sàng. Con đã sẵn sàng. Ma Báo, đi thôi. Thôi được rồi, bây giờ mời các cô lên trực thăng. Chúng ta sẽ bay tới chân núi Ma Tình. Và đi bộ mất 3 ngày đó, chúng ta sẽ phải leo núi. Leo núi sao? Đúng thế, không những leo núi mà chúng ta còn phải đối mặt với rất nhiều cạm bẫy của người dân Ma Tình. Và đặc biệt là thú dữ nữa, nó sẽ lấy mạng của các cô bất cứ lúc nào đó. Các con cứ yên tâm, cha sẽ cho các vệ sĩ để đi bảo vệ các con. Ừ. Người đâu? Đó, con thấy em ạ. Đó, các con thấy chưa? Thưa các cô, bây giờ các vệ sĩ sẽ bảo vệ các cô, còn tôi sẽ đi trước chỉ đường. À. Ông
đến em rồi, trưởng bản. Thôi, các bà có đi ngay đi không? Giữa chốn bình thiên mà các bà làm gì mà mỹ lên thế? Bác bổ, ta là trưởng bán, ta sẽ có cách làm hài lòng các bà. Nhưng hôm nay thì để cho ta về đi, bà út một hôm. Trưởng bản phi thường, thế mà vừa lấy trưởng bản thì cứ lom khom vào trong hang, tôi lấy cứ tưởng là kẻ gian. Thiếu chút nữa thì mũi tên của tôi xuyên qua cổ của trưởng bản rồi, máu nó lênh láng ra thì sao? Ta tưởng ngươi ngủ gật, ai ngờ ngươi giả chết bắt quạ, nên ta mới thử ngươi đấy thôi. Canh giữ báu vật của bản làng, làm sao mà tôi lơi là được ạ? Trưởng bản cứ về với các bà vợ đi. Tốt, hôm nay đến phiên ngươi canh gác, ngươi phải canh gác cẩn thận đấy nhá. Rồi, trưởng bản cứ yên tâm, cút ta lên, trưởng bản cứ về với các bà vợ đi. Rồi, ta đi về đây. Rồi. Ma sinh, mày có biết pháp sư đọc câu thần chú như thế nào? Ngu thế, tao gọi là thần chú, tao làm sao mà nghe được? Nhưng mà tao vẫn có toàn toán nghe được một câu. Mày nghe được câu gì? Mày nghe được câu gì thế à? Câu còn lâu tao mới nói. Ôi giời ơi, mày chỉ nói cho bọn tao nghe xem biết câu thần chú như thế nào. À mà thôi, đừng có đọc ra chết luôn. Chết làm sao được, câu thần chú mà chết? Chết vì thiếu hiểu biết. Đúng rồi. Lần trước thầy pháp sư yểm bùa cho con vợ ba ta vì tội lén phén với thằng nghệ sĩ người Kinh. Yểm xong một phát thủ một mép chết luôn. Tao gọi thần chú mà đọc sai thì làm gì có cái chuyện bị tội bị lỗi gì đâu. Mày đọc thế nào? Mua cái đen mua sành sàng. Thôi đi săn đi. Không, con thú nó khuất mặt trời nó vào hang thì có mà bắt con khí đi. Gió to thế. Lần đầu tiên thấy một con chim trời to như thế này đấy mày ạ. Nó bay nhanh hơn cả con chim ở tao ấy. Mọi người chú ý, chúng ta đã tới chân núi Ma Tình rồi đó. Nơi rồi đấy. Các em nào thu dọn hành lý.
lại vừa làm cái gì đấy? À, thì tao báo về cho trưởng bản với trai bản biết là có người lạ xâm nhập vào bản Ma Tinh chúng mình rồi. Đúng rồi, quá. Thế là hóa ra từ nãy giờ là cả mày cũng hú vào đấy à? Mày biết vì sao tao không nghe thấy không? Hả? Tiếng con chim sắt nó to như thế kia mà mày đòi hú để cái tiếng hú của mày vọng được về bản á? Chúng mày có bị ngu không hả? Thì theo tao thấy là tiếng hú của mình nó đi theo gió của con chim sắt kia bay về bản. Thì mày... mọi người sẽ check ra nghe thấy đó. Mày có muốn đi theo nó luôn không? Hả? Tao đạp cho mày xuống bây giờ. Thì đừng. Thì bây giờ không làm như thế thì mình phải làm thao. Đúng rồi đấy. Theo tao ấy. Để tao bắn được thằng một. Bỏ cung xuống. Chúng mày không nhìn thấy chúng nó à? Cái thằng đậu chọc kia kìa. Cái thằng đậu chọc bị mù kia kìa. Rồi mấy thằng này nữa. Chúng nó đều có súng đấy. Nhưng tao nghĩ là chúng nó mà mù như thế mình cứ mỗi thằng làm một phát. Cố gắng, cố gắng. Dạ. Sao nó tròn chết nhỉ? Thằng đấy nó không chế được con rắn kìa. Rắn đi rồi. Ma Báo. Hả? Sao ngươi làm được vậy? Mọi người quên là anh ta là người rừng hả? Giỏi quá. Các cô nghe đây. Ở nơi này rừng thiêng nước độc cho nên có rất nhiều thú dữ. Và đặc biệt người dân Ma Tình họ rất là hung dữ. Họ sẽ lấy mạng các cô bất cứ lúc nào đó. Nguy hiểm quá. Này, các chị cứ bình tĩnh. Chúng ta là những bông hoa có độc, sợ những loài thú. Phải thu phục chúng bằng chính độc dược của mình. Chuẩn. Thôi, thu dọn hành lý, theo thôi. Đi thôi các em. Đúng xuống. Này, đấy, bây giờ chúng mày giỏi ấy, thì cầm cung xuống, lao xuống thiêu thân như con rắn hổ mang kia đi. Thì tao cứ nghĩ là như kiểu mình đi săn thú rừng ấy, cứ thấy con nào càng ngu càng bắn, chuẩn đi, mình bắn càng chết nhiều ấy. Thì hết ngu chưa? Mày nghĩ bọn tao ngu à? Ngu gì? Theo tao ấy, bây giờ là về nhà báo với trưởng bản và các trai bản ra đây để phụ giúp chúng mình. Đúng không? Thế mà mình không nghĩ ra. Như thế nhỉ? Thông minh quá. Đi. Nó chạy hướng nào nhỉ? Đây này, hình như hướng này. Này. Không, hướng bên này. Đâu hướng bên này. Đây. Phía hướng này cho chắc. Ủa kia rồi. Này, được bắn con chúng không? Không. Bắn chúng không? Bắn chúng đi. Thằng nào mà bắn chuột, uống 10 bát rượu. Chúng rồi. Chúng mày lại bắn tao. Thôi, chúng mày không có mắt à? Tại sao chạy như ma đuổi thế hả? Chúng mày không có mắt à? Tại sao chúng mày chạy như ma đuổi thế hả? Chúng mày không có mắt à? Tại sao chúng mày lại chạy như hai thằng này nó nói thế hả? Thế nào? Chúng tao lao vào các anh, hay là các anh lao vào chúng tao? Ai vào vào ai? Thằng này với thằng này ngu. Ở bản mình đã có lệ là người nhỏ là phải nghe lời người lớn. Chúng mày thích chết à? Người nhỏ là phải nghe người lớn. Mày thích chết à? Tao quên. À, mà ý của tao là tao muốn báo. Có chuyện gì thế? Thưa trưởng bản, bọn người kinh nó cưỡi con chim sắt rồi nó cầm súng của thần tiên đến bản mình đây. Không được rồi. Bọn người kinh
biết dân bản ta đang giữ linh báu vật, nên bọn chúng đã bò tới đây muốn chiếm đoạt linh báu vật của ta. Không được. Ôi trai bản cường tráng, hãy ngăn chặn chúng lại. Đi vào. Trưởng bản và thầy pháp cứ yên tâm, có chúng tôi ở đây chúng tôi không làm gì được hết. Chúng tôi sẽ bắt chúng nó về đây để đền tội. Dạ trưởng bản, ý của tôi cũng giống y như ý của thằng này. Mà ý của tao cũng giống hai thằng này. Hết tất cả theo tao. Trưởng bản, hãy tập hợp những trai tráng còn lại ra giữ bản. Tôi đồng ý. Mọi người ơi, cứu hộ kia! Này có rất nhiều thú dữ, các cô nhớ cẩn thận đó. Đi thôi các em. Đi theo tôi. Một bánh nghe đây, bắt tất cả những bọn con gái lại, còn đàn ông thì sạch thì quét. Dạ. Đi. Nhìn nhìn quá. Thằng này chạy về hướng kia, đuổi theo nó. Thằng Kinh còn bé hơn cả con hổ. Gì? Bọn tao hạ được hai thằng rồi. Nhờ. Còn ba thằng nữa để bọn tao đi hạ nốt. Bắt bốn đứa con gái để cho tao lấy làm vợ, còn đâu giết sạch. Mày tham quá, để cho tao một con. Chúng mày tham thì có ấy. Tao cũng mới có ba vợ, chứ bằng chúng mày để cho tao một con. Thôi được rồi, tao lấy hai con, còn hai con, hai đứa chúng mày mỗi thằng một con. Được rồi. Báo, vẫn báo ạ. Lại nói tiếp đi. Còn ba thằng đấy không thành vấn đề. Nhưng còn thằng chủ soái của chúng nó cơ ạ. Thằng đấy giỏi võ lắm. Em đặt ra đủ các loại bẫy rồi, nhưng mà không hạ được nó. Sao chúng mày kém thế? Vũ tao lên, để tao. Để cho tao. Để tao. Để tao. Để tao. Thế mày đi đi. Đi. Mọi người, đi theo tôi. Đi. Đi.
Khoan, chúng tôi không đi. Tại sao? Đường rộng như này tại sao không đi mà lại đi xuống vực? Đúng rồi. Tôi là người bản Ma Tình, tôi biết được đường nào nên đi và đường nào không nên đi. Tất cả theo tôi. Khoan, mọi người không nhìn thấy mũi tên của bọn thổ dân nó lừa, nó chỉ mọi người đi xuống đấy nó bắn chết à? Vậy thì sao các em? Hay là... Thôi được rồi, nếu như mà các anh không tin vào ma báo này thì xin mời các anh đi đường lớn, còn các cô gái theo tôi. Ra đi thôi. Đi ra báo đi. Đi. Ta lèn. Má bị lèn. Hình như thằng này là thằng ma báo, nó rất giỏi võ, chúng mày không thể hạ được nó đâu. Chúng mày đi thịt hai thằng kia, còn thằng này để tao. Bút ta lèn. Má bị lèn, bắt xe băng, cẩn thận nhé. Thêm được hai thằng nữa rồi, nhưng còn một thằng nó rất giỏi võ, không làm sao mà thịt được nó. Sao chúng mày kém thế? Sao không diệt nó đi? Hứa để tao. Không được, nó giỏi lắm, không diệt được đâu. Nó hình như nó là người bản Ma Tình, biến mất từ lâu rồi, bây giờ nó quay trở lại. Bản Ma Tình à? Nó là thằng nào? Hình như là thằng Ma Báo. Nó đã đi từ rất lâu, bây giờ dẫn về bốn con người kinh, không biết có ý đồ gì. Bút tên em. Tao không cần biết nó là ai, nó cần gì, miễn là chúng nó chết hết rồi. Còn bốn đứa con gái đưa về bản. Trên đây còn ăn cả cốc và nhái nữa cơ. Hả? Cái gì? Ăn cốc nhái sao? Vậy đi. Sao mà ăn cốc? Có thật hay không thì hỏi ma báo rồi biết. À, mà ma báo, bốn tên vệ sĩ kia đâu hết rồi? Họ chết hết rồi. Hả? Thật không? Ma báo, có thật sự gì không? Hả? Thật. Nhìn mặt của hắn thì chắc là thật rồi. Rồi. Giờ phải làm sao đây? Phải làm sao bây giờ? Giờ làm sao mà báo? Các cô yên tâm, đã qua nơi nguy hiểm rồi, bây giờ người Ma Tình sẽ không lấy thêm mà ai nữa đâu. Tôi đã hoàn thành một nửa nhiệm vụ, nhiệm vụ còn lại nhờ vào các cô và Tú đại gia. Anh ta sẽ đưa các cô vào bản. Hắn ta đâu? Rồi các cô sẽ thấy. Chào các cô. Ma báo. Rồi. Giờ làm sao? Bỏ đi chứ. Ê, anh ta bỏ đi chứ. Vậy làm sao bây giờ? Anh Tú là ai vậy? Hắn ta đâu? Hắn đang ở đâu? Đây rồi. Các cô vợ xinh đẹp của anh. Úi dồi ôi, em nào cũng xinh cả. Với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành như thế này thì chẳng có anh hùng nào qua được khỏi ải mỹ nhân nhé. Này, đi ảnh vậy. Ông là ai? Tôi là người của ông Phan Xí cử đến giả làm chồng của bốn cô để đưa các cô vào bản Ma Tình. Lúc đó các cô sẽ thu phục được các trai bản. Ở trong bản chỉ có tôi mới bảo vệ được các cô và làm cho các cô tỏa sáng. Thôi nào, chúng ta vào bản.
Mà này, đường vào bản còn dài, các cô mang theo một số đồ cần thiết thôi. Thôi nào, chúng ta đi. Ok. Này, nhanh lên. Gấp. Khi nào cho mệt đến quá. Nơi. Khi nào đến nơi. Mệt quá. Đi mấy ngày không tắm rồi. Khó chịu quá. Đến rồi nè. Đến rồi. Đến rồi. Mấy em ơi, cảnh đẹp quá, mình khép bước một vòng nha. Ờ, đúng rồi đó. Ok, chị đi trước nè. Nè, các chị ơi, cứ như chúng mình đang trình diễn cắt thuốc ở Paris các chị nhỉ? Đúng rồi đó. Chuyện, thằng Trộm làm vua sứ mù mà. Thời thế hay thế thời thì cũng vậy thôi. Ừ, mặc kệ đi. Cuộc đời cho phép mà, mình cứ vui thôi các cô hả? Ủa, phải nói nghe nè. Sao trong bản này không có người? Hay là... Ủa, chị ơi. Người ta bỏ bản đi hết rồi. Ôi, nhìn kìa nó, đầu lâu đấy. Cái chị ơi, em cứ có cảm giác như mình đang lạc vô bộ tộc da đỏ. Ủa? Có khi nào tụi mình bị mai phục rồi không ta? Nếu như người ta nấp ở đây, phi lao tới, thì mình chết cả lũ à? Thôi, chị chạy đi các này, em. Cứ tưởng tượng. Chị em vừa sợ quá. Thôi về các chị em ra đi. Đây. Các em. Xin chào trưởng bản. Các người tới đây có việc gì? À, các người tới đây có việc gì? Việc gì? Thằng Ma Báo đâu? Ma Báo đâu? Tôi không biết. Đây là bốn cô gái của tôi. Tôi đưa lên đây. Nghe nói bản Ma Tình tổ chức lễ hội để tìm ra nam thần. Tôi đưa bốn cô gái vừa xinh vừa đẹp lại có duyên. Không biết có lọt vào mắt xanh của các trai bản không? Nếu lọt vào mắt xanh của các trai bản và họ thương thì họ sẽ trở thành vợ của các trai bản. Lúc đó trai bản có thêm vợ thì sẽ trở thành nam thần. Đúng là như thế không? Hay là các người đến đây muốn tước đoạt linh vật báu của bản? Tôi không dám đâu. Tôi là đại gia Tú, tôi có rất nhiều tiền và vàng, tôi không dám làm chuyện đấy đâu. Ta đồng ý cho Tú đại gia và bốn cô gái ở lại. Nếu mà bốn cô gái này mà lọt vào mắt xanh của các chàng trai bản ta thì ta sẽ cho kết thành vợ chồng. Mọi người nghe đây, ta đồng ý cho họ ở lại bản Ma Tê. Ở đây thích thật đó. Ừ. Trong lành lắm. Để con này trong lành quá. Cảnh cũng đẹp nữa. Ừ. Nói nghe nè. Đừng làm cũng không tệ vậy. Đúng rồi vậy đó. Thỉnh thoảng cũng phải đến mấy nơi như thế này để thay đổi không khí. Có khi da dẻ còn hồng hào, sắc nhộn mấy chứ. Ừ. Mà... Này, các em, không hiểu sao trong bản bắn người cái gì? Ơ, em thấy đằng kia có một người kia nè. Xin chào anh Thổ. Chào anh Thổ. Rất ca mình. Này, tao tên là Ma Đú nhá. Chúng mày mà gọi tao là Thổ một lần nữa nhá, tao đắn nó vớ mặt rồi đấy. Thế thì chúng tôi chào anh Ma Đú đẹp trai. Đẹp trai.
Ôi. Này. Thích gái đẹp đấy. Đâu mà đẹp thế. Thích gái thế là được rồi. Gái thì ai mà chẳng thích. Chẳng này nói buồn cười. Này. Hả? Mà đủ. Mà đủ có biết ở cái bản này nghe thấy có một cái báu vật gì này, cái báu vật gì đó nó linh thiêng lắm. Mày muốn hỏi là cái sọ người bằng kim cương cái gì? đúng rồi ở bản tao nhá có báu vật này đấy. Này thế mà đủ có thể dẫn bọn tao đi vào đấy xem được không? Không được đâu. Tao không đủ tuổi vào đấy đâu. Vào đấy nhá, phải là trai bản khỏe mạnh, lại còn phải giỏi võ nữa cơ. Các trai bản khỏe mạnh đi đâu hết cả rồi? Chúng nó đi ăn chơi rồi. Ăn karaoke à? Hả? Đi với Kiều đúng không? Chắc phải đi xong hơi rồi. Hay là đi massage? Hiểu rồi. Chúng nó mát gần thôi, chứ không xa. Gần là ở đâu? Chúng nó tắm ở ngoài suối đấy. Tắm suối gì? Ở đây có suối mát. Có chứ. Tắm suối thì mát quá còn gì. Thế thì bây giờ về lấy bikini ra suối tắm cho mát. Ăn mặc đẹp để cho các trai bản họ mới mê chứ. Đấy. Này này. Mà đú này. Tao hỏi thật mày nhá. Thế mày có thích cái xiên là yên ở yên tờ yên xiên nguyên tiền ấy à. Thế mà mày còn phải hỏi tiền thì ai mà chả thích. Này nhá, tao còn thích nhiều tiền nữa cơ. Tao đến tuổi lấy vợ rồi mà chưa có tiền để làm lý để cưới vợ đấy. À thế thì mày phải nghe tao thì mày sẽ có tiền lấy vợ mà đủ ạ. Mày nói thật không? Ôi dồi ôi, quá thật luôn. Thì tao vẫn đang nghe đây. Thôi, bây giờ ra suối tắm nhé. Đi. Đây. Đâu, suối đâu? Lần đầu tiên trong đời ấy, đi nhau mãi rồi. Mà yêu cái tay nhau béo hỏng hết ngực của tao. Nhưng mà thích. Thích thì phải thương người ta chứ. Có thương. Nhưng mà thằng Tố Kinh nó bảo là thích thì phải nhét. Thì nó mà phải sợ. Mở buồn ra là thằng Tố Kinh là Tố Kinh. Tăng cái kinh ấy nó là người bạn mình như đâu mà thích. Tôi đỡ cô mà nó đến sau này bảo đỡ gì mà đỡ, không phải lợi dụng thì có ấy. Đấy, chồng thấy chưa, cái bọn sinh là nó kinh lắm đấy, đừng có mà tốt bụng lung tung. Chỉ em là yêu chồng thôi. Đúng là mấy cái con người kinh này thần kinh không bình thường này. Thật đúng thần kinh không bình thường. Làm ơn để mắc quán đấy. Mày
Mày có đồng ý lấy tao không? Thế thì cho tao. Mày đừng có phạm luật của bà. Mày đã có tiền, làm lý để cưới tao chưa? Tiền thì chưa. Nhưng nếu mà mày có tình cảm với tao thì để tao nghĩ cách đã nhá. Thế bây giờ tặng mày hoa cho đỡ phạm luật. Này, xuống suối chơi đi. Chỉ cần các con của nó, chúng ta sẽ là tỷ tỷ phú. Đã đến lúc chứng tỏ năng lực của các con rồi đó. Vì cha và vì tiền, mình không thể bỏ cuộc được. Dạ thưa cha, mọi chuyện vẫn theo kế hoạch mà cha đưa ra. Tốt. Ta tìm các con nuôi của ta sẽ thuần phục được lũ người rừng đó và mang báu vật về đây cho ta. Người rừng cứ. Ủa? Mẹ! Tướng mạo nó rất đặc biệt. Không bán nó, tao sẽ nuôi thằng này. Chắc chắn sau này sẽ có tác dụng. Hả? Mẹ! 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 Mẹ!
cần xinh hay không, gợi cảm hay không, mà có duyên dáng hay không, thì quý vị khán giả đừng quên là nhấn vào cái nút subscribe, chia sẻ cho kênh Bảo Bảo.